Xin chào các bạn. Đây là một bộ máy năng lượng mặt trời nước nóng của khách hàng đã sử dụng được hơn 10 năm rồi. Và trong cái quá trình sử dụng thì nó đã có một vài vấn đề xảy ra, đó là cháy lớp foam. Sử dụng 12 năm rồi không giữ nhiệt nha các bạn. Thì tại sao không giữ nhiệt ạ? Tại vì lớp foam khi sử dụng lâu ngày nó thấm nước trong này nha các bạn. Các bạn nhìn thấy này, nó thấm nước, nó không giữ được nhiệt này. Đâm ra là khi mà trời, các bạn nhìn thấy trời ngày mưa gió tháng 7 thì là tháng của bão, thì mưa gió nó không có làm nóng được nước các bạn ạ. Vậy cho nên là đã quyết định thay bình mới các bạn ạ. Thì tuổi đời của dòng năng lượng mặt trời được trên 15 năm nha. Nhưng thực ra là cái bình này các bạn ạ, nó đã bị rỉ nước. Thấy rỉ nước rồi. Đó, rỉ nước rồi. Đó, thì thực ra thì nếu như mà chúng ta khắc phục thì chúng ta vẫn xài được. Nhưng mà đối với gia đình đông người, mà ngày trước ví dụ như gia đình có hai vợ chồng đi, sau này đẻ thêm 3-4 người con nữa, thì chắc chắn là chúng ta không đổ được, chúng ta phải nâng cấp nha. Những cái bình như này nó đã rỉ nước đây rồi, dán keo rồi, rỉ nâu rồi. Cho nên là để tránh mất tiền mất tật mang thì các bạn hạn chế, có nào có thể sửa được thì chúng ta cứ sửa nhé. Còn cái nào mà khi thấy tình trạng lặng quá lên, chúng ta nên đầu tư một cái mới để cho nó tăng hiệu suất lên. Và cái mới ở đây thì chúng ta giống như ở đây là chúng ta chỉ cần thay một cái bình bảo ôn nha các bạn. Đó, chúng ta có thể tận dụng là cái ống thủy tinh này nhá. Thì các bạn, ống thủy tinh này thì là một trong những cái mà lâu ngày không hư nhất các bạn ạ. Đó, hầu ít bị bể hư nhất, thì chúng ta tận dụng lại những cái ống thủy tinh này. Đó, mình sẽ tiết kiệm được một số tiền. Giả dụ cái máy này các bạn mua 5-6 triệu thì các bạn chỉ bỏ ra khoảng 3-4 triệu để lắp cái bình bảo ôn thôi. Thì đây, cái bình này là không nói tới nữa nha các bạn. Thì bình này thì nó đã hư rồi, và chúng ta đã tiến hành bỏ nó đi rồi. Thì cái lỗi của cái bình này là nó rỉ nước thì chúng ta nói rồi, và lớp foam nó không giữ nhiệt nha các bạn. Khi nào các bạn rửa lớp foam ấy mà các bạn thấy là những cái hạt cát tác động trên tay này, nó cái lớp foam nó đã bị hư rồi nhá, nó đã bị rỉ nước rồi. Đó, thì bình này chị chủ nhà đây nói là xài đâu đó tầm hơn 12 năm nha các bạn, bây giờ nó như giữ nhiệt hơi kém. Đấy là tại do rỉ nước mà không bảo trì từ sớm, cái để lâu quá là nó lợn nành thành lợn què nó vậy là các bạn. Thì đây là một bộ máy năng lượng mặt trời nha các bạn. Thì để tiết kiệm chi phí thì chúng ta có thể tận dụng lại một cái bình bảo ôn này nhá. Thì đây là một cái bình bảo ôn năng lượng mặt trời Bình Minh. Đó các bạn, năng lượng mặt trời Bình Minh. Thì dòng năng lượng mặt trời Bình Minh này thì là một trong những dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời giá rẻ mà bên Thành Phát cung cấp cho rất là nhiều khách hàng sử dụng nha mọi người. Thì bộ máy năng lượng mặt trời Bình Minh này, chúng ta tận dụng lại cái bình chứa bảo ôn này nha các bạn. Bình chứa bảo ôn đây. Đó, thì chúng ta tận dụng là cái chân này. Thì các bạn nhìn thấy chân này nó không có bị hư gì cả, thì chúng ta có thể tận dụng này. Đó, thì ở đây nước nó có vẻ nóng lắm này, chúng ta điều chỉnh lại cái hướng cho nó tốt hơn, để tránh nó bị che khuất mấy cái bên bờ tường với mấy cái bồn này nha. Chúng ta lựa chọn một cái bình bảo ôn giống như vậy để đặt vào, thì nó sẽ vừa những cái báng đỡ này nha các bạn. Đó, 15 ống, mình thay cái bình đúng 15 ống thì nó sẽ vừa là cái chân cũ này nha. Thì 15 ống thì chúng ta không thể tận dụng lại được cái bình 12 ống nha. Nó phải đúng cái số ống mà trên bình năng lượng mặt trời thì nó mới sử dụng được nha các bạn. Rồi, đây là dòng bình mới này. Bình này có bảo hành 5 năm nha các bạn. Thương hiệu Bình Minh Solar nha. Đó, thì bình này có thời gian giữ nhiệt là 72 giờ nha các bạn. Thời gian bảo hành 5 năm. Thì khi mà chúng ta lắp thì nó sẽ có sai số. Sai số là chúng ta phải điều chỉnh lại các đường ống nước nha các bạn. Đó, chúng ta phải điều chỉnh lại cái đường ống nước. Đó, chúng ta phải điều chỉnh lại cái đường ống nước, thì đường ống nước sẽ đều điều chỉnh lại để lắp đặt bình vào. Thì cái ống thủy tinh này sau khi chúng ta lắp đặt thì chúng ta lại vệ sinh nó đi tí. Vệ sinh nó tí cho nó sạch để nó đón nắng tốt hơn nha các bạn. Thì ống thủy tinh này thì chỉ có va động ngoại lực thì nó mới hư thôi, chứ còn thường thường nó rất ít khi bị hư nha các bạn, chú ý điều này nhá. Đó, thì sau khi chúng ta đo kích cỡ rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành vặn lại cái chân bình này là một xíu là được nhá. Đó, vặn lại còn mấy con ốc ở dưới đáy này cho nó chặt lại, căn chuẩn thì chúng ta có thể đút ống thủy tinh vào là sử dụng rồi. Thì đây mình đang hàn lại cái đường ống nước nóng lạnh này nhá. Đây là bình mới khi mà mình đã thay nha các bạn.
Đó, đây là bình mới nha, còn đây là bình cũ nha. Bình cũ thì mình đã bỏ ra đây rồi nha. Thì bình mới thì mình sẽ tận dụng này thôi nha các bạn. Đó, thì đây là khi mình lắp đã hoàn thiện như thế này thì để thay một cái bình bảo ôn thì chúng ta mất khoảng từ 1 tiếng đến 2 tiếng nha các bạn. Thì hôm nay mình không quay cái quy trình đút ống thủy tinh thôi cho do trời mưa các bạn ạ. Thì các bạn cần tư vấn thêm hay là tư vấn sửa chữa bình năng lượng mặt trời hay là thay bình chứa cho máy năng lượng mặt trời thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với trung tâm nhé. Ở đây thì bên mình có tư vấn cho các bạn sửa chữa cái này nhé. Nhưng cái này sửa thì vẫn được nhé. Còn chúng ta có thể đầu tư thì chúng ta có thể thay bình chứa mới thì nó sẽ tốt hơn, ổn áp hơn. Rồi, các bạn có nhu cầu thay bình chứa dung tích từ 130 lít cho tới 360 lít thì đừng ngần ngại liên hệ với Thành Phát để được tư vấn lắp đặt dòng năng lượng mặt trời thay thế bình chứa máy năng lượng mặt trời nha các bạn. Để thay một cái bình thì chúng ta sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều nhé.